Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội người cao tuổi huyện Chromebook tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ phương hướng năm 2023. Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân xã Bưng Đờ Rang, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân xã Tân Lập, khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2022, tổng số hội viên người cao tuổi trên địa bàn huyện là 4.309 hội viên. Trong năm đã kết nạp được 289 hội viên mới. Công tác chăm sóc người cao tuổi từng bước được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Các cấp hội đã phối hợp tổ chức mừng thọ cho 447 cụ, phối hợp thăm khám sức khỏe miễn phí cho 340 người cao tuổi, 513 cụ được theo dõi sức khỏe ban đầu, có 936 cụ được hưởng trợ cấp xã hội. Phối hợp với trung tâm y tế cấp phát thuốc miễn phí cho 155 cụ. Mặc dù tuổi cao nhưng với tinh thần tuổi cao gương sáng, toàn huyện vẫn có 38 cụ được vinh danh làm kinh tế giỏi. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ngoài việc đóng góp tiền của và ngày công, các cụ còn vận động người thân trong gia đình hiến được 3.000 m2 đất, trị giá 3 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, đóng góp các ý kiến và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dịp này, Hội người cao tuổi tỉnh và huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2022. Chiều ngày 4 tháng 1, Hội đồng Nhân dân xã Bưng Đờ Rang tổ chức kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân xã khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thông qua báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mặc dù trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân xã đã điều hành linh hoạt và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong 13 chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân xã giao, trong năm có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, gồm chỉ tiêu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, tổng thu ngân sách nhà nước và giảm tỷ lệ hộ nghèo. 6 chỉ tiêu đạt kế hoạch, có 2 chỉ tiêu có một phần nhỏ không đạt. Kỳ họp cũng đã dành thời gian thảo luận, thống nhất thông qua 7 nghị quyết quan trọng. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân xã Tân Lập tổ chức kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân xã khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Các báo cáo trình tại kỳ họp đã nêu rõ, năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân xã, kinh tế của xã Tân Lập tiếp tục được duy trì phát triển, 14 trên 14 chỉ tiêu đều cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như tổng diện tích gieo trồng là 85 ha, đạt 106% kế hoạch, tổng thu thuế phí, lệ phí đạt 162% kế hoạch, diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 104%, giữ vững đạt 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, duy trì giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục, bậc tiểu học và trung học cơ sở, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới được giữ ở mức 5,7%. Số gia đình văn hóa được giữ vững với 829 trên 835 hộ đạt gia đình văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người là 44 triệu đồng trên một người trên một năm. Kỳ họp cũng đã dành thời gian thảo luận, tham luận về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Các nội dung thảo luận, tham luận của đại biểu, cử tri và người dân quan tâm đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã giải trình cụ thể những vấn đề thuộc thẩm quyền trực tiếp tại kỳ họp. Sau thời gian làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân xã Tân Lập khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.